chúng tôi là người đồng đội quân y, từ Bắc Trung Nam chúng ta hồi về, chung sức luyện rèn ngày đêm quên nghỉ, áo bạc sờn vai không quên lời thề, màu áo xanh xanh đẫm thắm màu đất nước, bên lưới che làng người mẹ ra ước ao, con sẽ trở thành người chiến sĩ quân y, dù bao khó khăn mẹ chẳng nề chi, ước mơ mẹ đem theo vào quân ngũ, nơi những đêm dài chúng con không ngủ, chăm sóc từng hơi thở của bệnh nhân, áo trắng lương y rực sáng tâm hồn, người ở thủ đô người nơi chiến trường, không thể nào quên lúc lên rừng xuống núi, những lúc hành quân vai ba lô chiếu hàng, gian nan nhọc nhằn vui hát tưng bừng, gầm đêm đêm xa dù khắp mọi miền, đâu còn ngại chi bao hiểm nguy gian khó, vẫn vững niềm tin son sắt một lòng, giữ cho trái tim người chiến sĩ quân y. Chúng tôi là người đồng đội quân y, từ Bắc Trung Nam chúng ta hội về, chung sức luyện rèn ngày đêm quên nghỉ, áo bạc sờn vai không quên lời thề, màu áo xanh xanh đượm thắm màu đất nước, bên lưới che làng người mẹ ra ước ao, con sẽ trở thành người chiến sĩ quân y, dù bao khó khăn mẹ chẳng nề chi, ước mơ mẹ đem theo vào quân ngũ, nuôi những đêm dài chúng con không ngủ, chăm sóc từng hơi thở của bệnh nhân, áo trắng lưng y rực sáng tâm hồn, người ở thủ đô người nơi chiến trường, không thể nào quên lúc lên rừng xuống núi, những lúc hành quân vai ba lô chiếu hàng, gian nan nhọc nhằn vui hát tưng bừng, gầm đêm đêm xa dù khắp mọi miền. Thì xin phép các bạn để vào để xem là thực ra về công tác chuẩn bị của ban tổ chức chúng tôi là cũng bận rộn và gấp gáp, thế do vậy là có cái phần nào chưa chưa được chú đáo thì các bạn thông cảm. Thì báo cáo toàn thể là các bạn có thể xem là đến ngày hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2023 thì tập thể bảo vệ xe cũng đã tổ chức một buổi gặp mặt 25 năm các bạn ra trường từ năm 1998 đến năm 2023. Và về dự với cái buổi gặp mặt hôm nay thì đối với ban vệ xe thì cũng đã kết bạn liên lạc với các bạn ở trong nhóm Zalo, và về dự hôm nay thì có 47 bạn đã tham dự và có mặt ở trong buổi ngày hôm nay ở các đơn vị. Và hiện tại thì có một bạn nữa là bạn nam đang trên đường di chuyển đến đây. Xây dựng cái chương trình của buổi gặp mặt ngày hôm nay
thì trong quá trình tổ chức thì ban tổ chức đã đề xuất rất nhiều cái phương án cũng như là nhiều cái nội dung đấy, nhưng mà ban tổ chức cũng chất lọc các ý kiến của bạn và tổ chức một buổi ngày hôm nay như thế này. Thank you.
Bye.